Các cậu bé hãy nhắm thẳng mục tiêu đi nào. Các con cần phải chú ý vào mục tiêu đang di chuyển. Quan sát xem mục tiêu thật kỹ và bắn thật chính xác. Dần con thấy mục tiêu cứ nhúc nhích hoài, con cần tập trung đi. Nhưng mỏi mắt quá, con muốn trở thành tay súng giỏi thì hãy kiên nhẫn. Dần con muốn được giống bố. Con cũng vậy. Bố đang dạy cho các con đây. Anh và các con đang làm gì vậy? Lêu lêu, em bắn chẳng bằng anh đâu. Mẹ ơi, thôi nào. Hôm nay anh đã dạy cho các con bài học ngắm bắn đấy. Vậy sao? Ừ, bọn trẻ làm tốt lắm. Em thấy Simon vẫn cứ tập mãi. Như vậy thì sao? Anh muốn huấn luyện các con thành những tay súng sao? Ừ, em đừng lo mà. Có kẻ ám sát. Cứu tôi với. Cứu ta với. Ta sẽ mang ngài vào trong. Đi nhanh nào. Chúng tôi đã xác định được mục tiêu. Chúng đang di chuyển hàng đi. Chúng tôi sẽ làm ngay đây. Bắn đi. Yểm trợ Sam đi. Cẩn thận, Sam bị trúng đạn rồi. Cẩn thận đấy, bọn chúng đông lắm.
Các cậu, tập trung lại đây đi. Nhanh lên. Phổ biến kế hoạch mới hả? Các cậu đã dẹp được bọn chúng và lấy được số hàng. Lần này may mắn là các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đấy. Nhưng các cậu làm việc quá bất cẩn, chính vì thế mà gây tổn thất cho chúng ta. Nhưng bọn chúng quá đông. Ngậm mồm lại đi. Hãy nhìn gương của Brad đi. Các cậu phải nhớ rằng mình là ai, mình đang làm gì. Không phải lúc nào cũng làm việc theo cảm tính. Cậu thả. Nên đây chúng ta đã mất Sam. Hãy lấy đó là bài học kinh nghiệm đi, để làm sao không sai sót nữa. Hãy nhớ đi. Tất cả đi kiểm tra xem đi. Bắn hết những đứa còn sống sót. Rob. Nhưng tôi vẫn đang tiến hành công việc đây. Mọi việc ở văn phòng đều có người lo rồi. Phương án hoạt động kỳ này sẽ có nhiều thay đổi. Dần. Tôi biết rồi, chờ tôi tí. Này anh bạn, lái xe cẩn thận đi chứ. Dứt lên trước đi. Tôi muốn chúng ta đi nhanh hơn nữa. Chuyện gì vậy? Lên trước đi. Dừng mặt chiếc xe trên luôn đi. Chú ý vào. Dượt lên hết đi, tôi sẽ trễ đấy. Dượt lên nào. Dừng, tôi đây ạ. Tôi vẫn đang trên đường tới đây. Tôi đang chạy hết cỡ đây ạ. Sẽ tới ngay thôi. Cậu lấy nhanh lên một tí nữa được không? Dượt lên hết đi. Đang làm trò gì thế? Dượt lên đi. Không phải lỗi của tôi. Mày không có mắt à? Mày chạy kiểu gì thế? Im đi. Sao ông da vào tôi mà? Chứ tôi không có lỗi. Mày biết mày đang làm gì không vậy? Mày đang chọc tao giận đấy. Không, tôi không biết ông là ai cả. Mày chắc chứ? Nhưng tôi chắc tôi chả biết ông là ai. Mày thật sự không biết à? Mày không biết nên mới cản đường ông mày sao? Tôi đã nói là không phải lỗi do tôi. Lỗi của mày đấy. Mày đi, mày không để ý xem sao. Tao đang muốn vượt ông ngang quá rồi đấy. Tao chỉ nói cho đúng lý thôi. Mày sai rõ ràng. Ông cứ ở đó mà nói đi. Anh không sao chứ? Không sao. Còn anh, xe trầy sơ thôi. Mà dù sao thì đó cũng là chỉ là cái xe. Người không sao là được rồi. Anh bị ép chạy nhanh à? Dựt lên tất cả các xe xuống chặn đường luôn đấy. Tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng ông ấy cứ ép. Trong khi các xe thì cứ chạy sát vào nhau. Vậy nên anh gia phải tôi. Gặp lên sau nhé anh bạn. Lái xe cẩn thận đi. An toàn là trên hết đấy. Tôi sẽ kiện cậu vì cái tội dám đánh tôi. Cái đó là của tôi. Dớ dẫn. Còn anh nữa, đang làm cái trò gì thế? Đồng loại với nó à? Muốn hại chết tôi sao? Tôi sẽ đuổi việc anh. Đang tàu đã dừng ở sân ga. Em khỏe chứ? Khỏe. Để nhìn xem nào. Ra dáng lắm rồi đấy. Anh cũng vậy mà. Nhưng nhìn cậu phong độ hơn. Đi thôi. Đi nào. Đi làm vài chén nào. Đi đâu đây? Đi rồi sẽ biết. Dạo này anh cũng ít khi đụng đến súng lắm. Nên giờ anh cũng muốn xem thử lại thế nào. Ráp đạn vào nào.
Cảm ơn nhé. Ngắm thẳng mà bắn nào. Ừ, sau trận hôm đó, anh cũng chưa tham gia vào vụ nào nữa. Đang nghỉ ngơi một thời gian. Chắc là phải dưỡng sức thôi. Dạo này ông ta vẫn chưa gọi lại, chắc là cho chúng ta dưỡng sức đây. Em trai tốt của anh. Nhưng trong vụ đó, ừ, chúng ta nên quên đi. Cũng do xui rủi thôi, nên mới vậy mà. Nên quên đi. Nhưng Sam đã chết. Sam đã bị đối phương bắn. Em vẫn còn nhớ như anh. Ông ta là vậy đó. Em biết chứ. Nhưng thôi đi em. Em cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Vậy thì nghĩ chuyện gì vui đi nào. Anh bật nhạc nhé. Vũ điệu các tay súng đấy. Vào đi. Cần bàn hai người. Có chứ. Để tôi xem ạ. Để tôi xem. Có thể sắp xếp được ạ. Hai anh chờ tôi một tí. Tôi thấy có bàn trống kia. Một chai tequila. Anh hay dọn bọn họ vậy sao? Bọn này đang trong phạm vi theo dõi bằng chúng tổ chức đánh bạc. Và cũng là bằng nhóm xã hội đen của khu vực này được dẹp lệnh bọn chúng. Nên em không cần phải như thế đâu. Cứ tự nhiên đi. Hay thật đấy. Quá khen. Uống đi nào cậu em. Chúc sức khỏe nhé. Chúng ta sẽ bắt tên trùm lò đầu ra. Bọn chúng để ý chúng ta rồi đấy. Quan sát tí đi. Tôi sẽ ra mặt ngay thôi. Anh đang khiêu khích chúng mà. Chỉ thị uy tí thôi. Đâu cần thế chứ. Tao muốn gặp chủ của mày. Được chứ. À chắc là được nhỉ. Chủ của tôi hiện giờ không có ở đây. Vậy sao? Vậy hắn đang ở đâu nhỉ? Tôi thật sự không biết ạ. Mày nói thật à? Tôi thề đấy. Tao không muốn phải ép mày đâu. Nên mày hãy tự khai đi. Hãy nói những gì thật lòng mày biết đấy. Suy nghĩ kỹ đi. Tôi... Vậy là muốn bạo lực à? Đừng bắn tôi. Tôi không biết gì mà. Mày chỉ đi. Chỉ đi chứ. Tao đây. Tao đã nói. Sao mày nói không có nhỉ? Tôi chỉ tao đây này. Muốn chết à? Tôi chỉ nghe lệnh thôi. Chủ của mày là tên đó đúng không? Cái thằng này điên rồi. Ông chủ là do bọn mày giao đi. Cũng không tệ lắm nhỉ. Xem nào. Cũng được. Như vậy có sao không?
đừng lo gì cả. Là do bọn chúng thôi. Dẹp bằng mafia này đi. Vậy xã hội sẽ tốt hơn được một tí. Để xem hắn nói gì nào. Hắn có nói được gì nữa đâu. Em thấy hắn rung lên rồi đấy. Ừ nhát cái. Vậy mà đôi làm đại ca. Em vẫn thấy anh vẫn phong độ chứ. Đúng không? Tất cả bỏ súng xuống. Đội bảo an đi. Được rồi. Nhẹ tay thôi nào. Chúng ta bị bắt rồi đấy. Cậu đấy à. Bỏ mình ra cái nào. Này cậu ấy là phe ta đấy. Không sao chứ anh bạn. Mang bọn chúng đi đi. Đó là em trai mình. Vậy ư? Rất vui được gặp cậu. Cậu cũng đi cùng anh trai sao? Vụ này cậu làm tốt lắm. Ừ, ngồi xuống đi. Tất cả bọn chúng đã bị dẹp sạch rồi. Cậu vẫn làm bên đặc nhiệm à? Ừ. Cậu cũng vậy sao? Uống màu đi nào. Mình phải đi đây. Cậu dọn dẹp đống này đi nhé. Gặp lại sau. Mình đưa em mình về nhà đi. Chào nhé. Anh ở đây sao? Đừng nghĩ gì nhiều về chuyện hồi nãy nữa. Anh trai. Bé Út đây sao? Em gái ngoan. Em lớn rồi đấy. Anh về luôn chứ? Ừ. Em nhớ anh quá à. Cả hai đứa cứ giỡn hoài. Anh không được canh tị như vậy đâu nhé. Anh ở nhà hoài nên vậy đó. Cái con bé này. Thôi em đi chơi đây. Gặp lại hai anh sau nhé. Em sẽ về ngay thôi. Thật đấy. Nó ở nhà như vậy đấy sao? Lúc nào cũng như con nít. Vào đây nào. Uống một ly nha. Anh à, gì thế? Làm gì thì làm. Đừng ảnh hưởng tới bé Út nha. Được chứ? Anh biết mà. Nên đừng lo. Mọi công việc là như vậy đó. Chúng ta phải làm những việc này hằng ngày. Nên biết rồi trở thành vô cảm. Anh cứ làm như chúng ta chỉ biết bắn không vậy đó. Chúng ta còn nhiều thứ khác nữa mà. Anh cũng hy vọng là vậy. Nhưng mà đôi khi cảm thấy vậy thôi. Bị xáo trộn một tí chứ gì. Đúng vậy đó cậu em. Mục tiêu đã đến. Dân tôi đã thấy. Bọn chúng đang quay đến đây đấy. Mày muốn gì cơ chứ? Lo mà yên phận đi. Tao không động gì tới mày. Nhưng mày theo dõi tao làm gì? Đừng nghĩ tao không biết gì nhé. Tao chỉ đang ngồi đọc báo thôi. Đó là bài học kinh nghiệm cho mày đấy. Đừng có dạy dột mà làm vậy nữa. Tao có thể giết mày như giết thằng đó đấy. Hãy lo thân của mày đi. Đừng chọc tao giận. Ông già. Đi đi. Đừng lỡn giỡn trước mặt tao. Tao không chắc cho mạng của bọn mày đâu. Ta đã nói rồi mà. Đừng có đứng trước mặt tao. Mày hiểu chứ? Tạm biệt mày nhé.
Bố đến hồi nào vậy? Cũng không lâu lắm. Này, uống đi. Bố đến... Giờ con ngủ quá say thôi. Con quay về rồi. Thật tốt đấy. Bố cứ tưởng là sẽ mất một đứa nữa. Bố biết anh ấy mất như thế nào mà. Ừ, nhưng đó là do sự bất cẩn của nó, nên hậu quả là vậy. Cũng đau lòng lắm. Nhưng mọi việc đã xảy ra rồi, đành chấp nhận thôi. Không thể thay đổi được gì. Nhưng không thể thay đổi. Vậy bố đến có gì không ạ? Bố có gì muốn nói sao? Nhiệm vụ đấy. Là nhiệm vụ mới. Hãy đến phòng ta. Ta sẽ nói cụ thể. Nhanh lên nhé. Ta qua trước đây. Mau lên đây. Vào đây đi. Ngồi xuống đi. Là cái này. Một vụ ám sát mới đây. Con sẽ đảm nhận vụ này đấy. Đối tượng là một tên trùm mafia. Địa điểm cụ thể là đây. Xem đi, trên đó có hết đấy. Còn nhớ hắn tài chứ. Gã ở quán rượu đấy. Hắn có liên quan đến đường dây này đó. Hắn là tội phạm. Có liên quan đến ma túy, thuốc lắc, mại dâm. Chúng ta phải dẹp bỏ đường dây này, và đồng thời cũng dẹp luôn cái gốc của nó. Con hiểu rồi chứ? Đấy là đối tượng. Tên trùm đây sao? Đúng vậy. Hắn ta rất tinh mắt. Hắn tham gia vào rất nhiều vụ, nhưng chưa ai bắt được hắn cả. Hắn rất thông minh. Vậy thì chỉ cần bắn chết hắn là được chứ gì? Không dễ vậy đâu. Có nhiều người đã làm rồi, nhưng cuối cùng hậu quả như trên màn hình ấy. Hắn cho đàn em bắn ngược lại vào súng nhắm bắn đấy. Vậy hắn lợi hại lắm sao? Cũng có thể nói là vậy. Làm được chứ? Làm được ạ? Không sao đâu. Còn chắc chứ? Cứ để con thử. Con nghĩ mình cũng không tệ lắm đâu. Con đã nhìn kỹ những gì trên màn hình rồi ạ, nên cũng biết được một phần nào về hắn rồi. Không có gì đáng lo lắm. Con nghĩ con làm được. Vậy thì tốt. Đây này, là công việc của con đấy. Hãy giữ lấy nó, hoàn thành tốt nhé. Hy vọng con sẽ không bị gì. Hãy nhớ lấy. Hắn là một người nguy hiểm đấy. Con hãy nhớ rõ những chi tiết ta đã ghi trong giấy. Là những nơi hắn sẽ đến đấy. Nhìn thấy những gì trên màn hình rồi chứ? Hãy cẩn thận. Bố đừng lo lắng. Con sẽ hoàn thành tốt thôi. Sẽ mang lấy cái mạng của hắn toàn mang về. Còn những gì chiếu trên màn hình kia cũng không quan tâm. Con đi đi. Đến giờ rồi đấy. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Đây này. Hãy giữ lấy. Con đi đây. Ừ, đi đi. Chúc may mắn. Xong rồi chứ? Vậy sao? Ai đi vậy? Đó là con trai tôi. Tôi hy vọng là nó làm được. Nhưng cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với nó. Nó sẽ làm được. Nhiệm vụ lần này sẽ được hoàn thành. Cho nên ông đừng lo. Tôi tin anh. Chắc chắn là được. Nên ngài cứ về đi. Đi đâu về vậy? Đi ra ngoài à? Ngồi xuống đi.
Anh nấu đồ ăn đấy. Mà em mới đi gặp ai à? Nhìn vẻ mặt đăm chiêu thế. Nếu muốn thì có thể nói với anh. Em đi gặp bố. Nhiệm vụ mới à? Đúng không? Hy vọng anh ấy không giao gì quá khó cho em. Mà tại sao em lại làm vậy? Em đã nhận rồi ạ. Em lại nghe theo lời ông ấy nữa à? Em mới vừa về thôi mà. Uống đi. Vụ này liên quan đến bọn hôm trước ở quán bar. Vậy à? Vậy lần này đối tượng là ai? Ông ấy muốn em làm gì chứ? Muốn chính con trai mà đi làm vụ nguy hiểm này sao? Dừng. Em đi đâu vậy? Đi ra ngoài quan sát tình hình. Cẩn thận nhé. Cẩn thận đấy. Em đang đứng trên tòa nhà chỗ tên Trùm đi. Em thấy mọi việc cũng không đến nỗi nào. Vậy sao? Em đã quan sát kỹ lắm rồi, không có gì đáng lo đâu. Vậy em có chắc là làm được không? Chắc cả, có thể làm hoàn thành nhiệm vụ. Anh đừng lo gì nhé. Em cúp máy đi. Em sẽ không sao đâu. Em hứa đó, được chứ. Em phải vào đây. Chào anh. Anh hai, không tìm cái nào khác nữa. Cái này được chứ ạ? À? Cũng được. Dừng lại đi. Treo hắn ở đó đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Nhiệm vụ lần này được giao cho cậu. Cậu cũng cần biết một số thông tin cụ thể. Tên Trùm này rất khó chơi. Lần trước khi tôi đụng độ hắn, hắn đã phát hiện và giết chết người của tôi. Chính vì thế lần này, ông muốn có kế hoạch gì chứ? Đúng vậy. Được thôi. Cậu cần phải tiếp cận những kẻ xung quanh hắn. Có thể nói là có phải giả trang và quan sát từng cử động của chúng. Sau đó hãy kết thúc từng kẻ một. Bây giờ cậu sẽ phải lên kế hoạch. Cậu hãy quan sát để chọn địa điểm bắn thích hợp. Thank you.
xung quanh đây thôi. Trên kia kìa. Tuyệt thật đấy. Tôi chọn chỗ ngồi đẹp đấy. Vị trí thích hợp để dùng bữa đó. Tôi không phiền cô chứ. Nhưng tôi thấy có lẽ cô cũng là một người tinh tế. Anh thật lạ lùng. Vậy sao? Tôi ngồi đây với cô được chứ? Tôi đã thấy cô ở ngoài kia, nên chắc cũng là cách tôi muốn làm quen với cô. Tôi cũng thích phong cảnh nơi này. Tôi hy vọng cô không thấy tôi là gã gàn dở. Rất vui được gặp cô. Tôi cũng vậy. Cô đẹp thật đấy. Anh đang định đi đấy à? Hân hạnh được làm quen. Hân hạnh. Tôi xin lỗi, tôi nghe điện thoại một tí. Dừng. Xong rồi. Hoàn tất rồi ạ. Chuẩn bị tiếp theo. Dân ạ, tôi sẽ gọi lại sau. Dừng. Tôi đang ăn trưa với bạn rồi, có gì tôi sẽ liên lạc lại sau. Được ạ. Chào cậu. Anh chàng nào đây vậy? Bạn trai cậu mới quen à? Không đâu, mới gặp đấy. Vậy sao? Anh dễ thương thật. Anh may mắn lắm đấy. Vì sao? Vì cô ấy là thiên thần đấy. Đúng vậy đó. Vậy sao? Anh không tin thì cứ tự mình tìm hiểu đi. Này các bạn, chúng ta sẽ tập lại lần nữa. Chúng ta sẽ phải hoàn thành bài này thật hoàn chỉnh. Đừng để xảy ra sai sót nào. Em đấy, lên đi. Em sẽ diễn thử cho cả lớp xem. Nhanh đi nào. Cô ấy sao? Cô ấy là diễn viên múa giỏi nhất đấy. Anh xem cô ấy diễn đi. Cô ấy múa đẹp lắm mà. Thiên tài đấy. Nghe rõ chứ? Dừng, tôi nghe đây. Cô vẫn đang quan sát đấy chứ? Mọi chuyện ở đây có tôi lo rồi. Tôi hiểu, nhưng thực tế không giống vậy. Không có kẻ nào dám tới đây đâu. Mọi chuyện xung quanh đây vẫn yên ắng. Hãy nhớ đi. Tôi đang nhồi trong nhà đấy. Hãy tin tưởng tôi. Việc này dễ như đang chơi game vậy.
sát thủ. Anh nghe đi. Em đang làm gì vậy? Ờ, anh biết rồi. Anh tới ngay đi. Anh thích không khí nơi này chứ. Cũng không tới nổi nào. Anh cũng tham gia đi. Anh còn biết nhảy, em sẽ chỉ cho anh. Nhảy đi nào. Dù lắm đấy. Nhảy đi mà. Hai người này nhảy đi cho vui. Đây là giáo viên hướng dẫn em múa. Anh đã thấy cô ấy ở lớp. Anh nhảy theo em này. Em nhảy đi, anh sẽ theo. Như thế này phải không? Anh làm khá đấy. Anh giỏi quá. Bây giờ nhảy theo em nào. Như vậy đúng không? Thế anh nhảy được chứ? Cậu cũng biết chơi kiếm à? Một chút thôi ạ. Công việc vẫn bình thường chứ? Vẫn theo kế hoạch ạ? Vậy có thể hoàn thành chứ? Vâng, tôi chắc như vậy. Cậu tự tin thế thì tốt. Hình như cậu đang yêu cô gái nào phải không? Đúng vậy chứ. Sao ông biết? Chuyện đó không quan trọng. Nhưng ta chỉ hy vọng là cậu không bị việc đó chi phối. Còn như cậu gặp ai thì ta không quan tâm. Nhưng hãy nhớ đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến việc của cậu. Ta chỉ nhắc nhiều đó thôi. Tôi hiểu rồi ạ. Tôi biết mình là ai mà. Đúng không? Cậu làm tốt lắm. Nhưng hãy cất cái này đi. Không nên đụng vào nó. Hãy tập trung vào công việc của mình đấy. Tôi muốn cậu mang về một kết quả hoàn hảo, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là hồ sơ.
Tôi sẽ cho cậu thêm thông tin, nhưng cậu cần biết đối tượng tiếp theo để có sự chuẩn bị tốt hơn, để không mắc phải sai lầm. Tôi biết rồi, nhưng tôi muốn nhắc cho ông, đừng để ai chạm vào cô gái của tôi. Tôi sẽ để ý đến việc đó. Nào, công việc đây rồi. Lần này là kẻ nào nữa đây? Cũng là mafia, cũng là những kẻ có quan hệ với hắn, nên tôi muốn cậu xem không phải là như lần trước chứ. Tôi nghĩ rằng việc đó dễ thôi, giết hết bọn chúng xung quanh là được. Nhưng cậu cũng cần nhớ, bọn chúng nguy hiểm hơn đấy. Dừng, tôi biết rồi. Chết tiệt. Dân ạ, tôi sẽ vào bến lệnh. Dân ạ, cho tôi gặp cậu ấy đi. Đừng lo ạ. Vậy nhé. Cậu khỏe chứ? Tôi khỏe mới đến đây gặp ông được chứ. Vậy thì tốt. Tôi không làm mất thời gian của cậu chứ? Không, không có. Tôi thấy anh là tôi thấy tới sự dặn dò rồi đây. Đúng thế đấy. Cậu được nhắc là sẽ phải theo dõi kỹ đối tượng tiếp theo, quan sát hắn để tiếp cận được hắn. Hắn ta không dễ đối phó như mấy tên trước đâu. Cậu cần phải cẩn thận. Hiểu chứ? Tôi đầu hàng rồi đấy, cứ nhắc lại hoài. Đây này, đọc đi, xem kỹ đi nhé. Tôi nghĩ là nó sẽ giúp cậu nhiều đấy. Thông tin và hình ảnh sao? Đúng vậy. Đây là những hình ảnh cần thiết. Tên này là đối tượng nguy hiểm đấy. Hắn rất quỷ quyệt, nên chính vì thế cậu phải có kế hoạch tỉ mỉ hơn. Bởi vì xung quanh hắn có rất nhiều người, và cậu sẽ bị phát hiện nếu không khéo. Nên sự nhắc nhở lần này không thừa đâu. Dừng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đọc kỹ và làm đúng theo kế hoạch. Ông không cần lo nhiều đâu. Tôi rất thích làm việc với những người như cậu. Ông có chắc là thích không vậy? Ừ, tôi biết tôi đang giao công việc cho ai mà. Tôi tin tưởng cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Dừng, tôi biết rồi. Chính vì thế tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không những thế, cô cần phải giữ an toàn cho bản thân nữa. Vì cô gái ấy nữa chứ. Chào em. Đây là sếp của anh. Hân hạnh được gặp. Chào ngài, tôi có việc phải đi rồi. Hai người ở lại vui vẻ nhé. Cậu đừng làm gì để cô ấy này buồn gá ngấy. Anh nghe chứ? Dừng, tôi biết rồi, tôi đi nhé. Sếp của anh là như vậy đó. Ông ấy rất quan tâm đến nhân viên. Em cứ ăn đi. Ai đừng có nhìn lén đó. Tequila, em muốn uống gì? Cốc tai, lấy cho cô ấy cốc tai. Tớ thì rượu whisky. Aubrey.
Chúng ta vào đây đổi không khí ạ. Đúng vậy, cô nên thử đi một chỗ mới, như vậy sẽ có cái nhìn bao quát hơn. Thôi đi nào, cô ấy sẽ biết cách thích nghi với những nơi như thế này nên không cần phải lo đâu. Cô ấy là vũ công mà. Vậy thì vui vẻ đi nào. Chúng ta sẽ đến đây với mục đích như ban đầu là như vậy. Tôi chắc chắn sẽ như vậy. Anh muốn tìm thứ mới lạ sao? Cô ấy chỉ nói vậy thôi. Uống vì cuộc vui này. Nơi này hay đấy chứ. Náo nhiệt và nóng bỏng. Có nhiều cô gái hấp dẫn đang đợi ông kìa. Anh cứ chọc hôn ai ấy hoài. Em không biết chứ. Ông ấy thích như vậy đấy. Nên em đừng lo. Tôi không giống vậy đâu nhé. Tôi chỉ muốn đưa hai người đến đây chơi thôi, chứ không có mục đích gì khác đâu. Nên đừng nghĩ gì bậy về tôi nhé. Cô ấy biết ông là người thế nào mà. Uống chút sức khỏe nào. Em à, anh ra ngoài có công việc tí nhé. Anh sẽ quay lại. Ông chăm sóc cô ấy nhé, tôi quay lại ngay. Gì chứ? Hăng thật đấy. Tôi đến đây gặp vài người bạn nhé. Cô đứng đây chơi được chứ? Không muốn chào ta sao? Ta đã rất muốn nói chuyện với ông đấy. Nhưng sao ông cứ tỏ thái độ vậy nhỉ? Ta đang mời ông thật tình đấy. Tôi nghĩ tôi không thích hợp để ngồi nói chuyện với ông. Đừng như vậy mà. Ta biết anh xứng đáng đấy chứ. Ta thấy người nên suy nghĩ lại khi mời đấy. Vậy sao? Ở đây toàn người của ta không? Ông sẽ làm gì được tụi ta? Ta không nghĩ ông tài giỏi như vậy. Chỉ có một mình ông thì làm được gì chứ? Người quá hên hoan rồi đấy. Ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Ông nên chấp nhận như vậy đi. Ta chỉ nói vậy thôi. Ta sẽ bắt được ngươi. Ông nói gì thế? Thiên thần ư? Sát thủ. Ông thấy tôi nói đúng chứ? Tôi nói được là làm được mà. Ta làm được rồi đấy. Ngươi đừng có mà hên hoang nữa. Rồi tiếp theo sẽ tới ngươi đấy. Ngươi sợ rồi à? Hãy nhắn lại với hắn ta rồi hắn sẽ phải trả giá cho những hành động hắn đã làm. Hãy nhớ đấy. Ngươi làm được mà tại sao lại kêu khóc như vậy? Chẳng phải ngươi rất lạnh lùng hay sao? Đừng nói nữa. Ta chỉ nói những điều mà ngươi cần phải nghe thôi. Tôi xin ông đấy. Hết giờ rồi. Em buồn à? Anh định đi đâu lâu vậy? Anh chỉ đi giải quyết chút chuyện và anh đã quay lại rồi nha. Ông ấy cũng đi đâu rồi, đừng lo cho ông ấy. Nhìn xem kìa, trời hôm nay đẹp thật đấy. Rất trong, không có mây, mát mẻ và tĩnh lặng. Ông cũng có hứng nhìn trời sao? Đôi khi nhìn lên đó giúp ta thư giãn hơn. Vậy à?
Cậu cũng thử làm vậy đi. Em muốn về nhà. Cô ấy sẽ đưa cô về nhà thôi. Đúng vậy đấy. Chúng ta sẽ đi chứ. Em cảm thấy mệt, không còn sức để ngồi đây nữa. Tôi nghĩ là lúc nãy trong đó ồn ào quá nên cô ấy cảm thấy vậy đấy. Tôi biết rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên đưa cô ấy đến đây. Em cảm thấy vui mà. Tôi muốn mua nhẫn. Cô ấy như thế nào ạ? Tay cô ấy nhỏ cỡ này. Tôi chỉ biết vậy thôi. Được rồi, để tôi chọn giúp anh. Mục tiêu đang tiến đến. Chúng đi thành đoàn đấy. Tôi đã thấy mục tiêu. Tôi đã thấy. Tôi làm việc đây. Cậu hãy cẩn thận. Hắn ra rồi. Chuẩn bị tiêu diệt mục tiêu. Hắn sao rồi? Cần dậy đang đưa hắn ra. Phải bắt sống hắn. Dân, cậu hãy chờ hắn đi đến chỗ khác đi. Bọn chúng đang lên xe. Cứ để cho bọn chúng chạy đi. Dân, bọn chúng đã rút. Bây giờ cậu hãy thu dọn đi. Được rồi. Coi kìa, bọn chúng đỡ đấy. Phải phạt bọn chúng biết mặt. Này, tôi bảo dừng lại đấy. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Bọn chúng đang bắn nhau đấy. Cậu không sao chứ? Đuổi theo bọn chúng đi. Và anh đuổi theo đi. Anh xem này. Sao cậu lại nhát gan vậy chứ? Càng xem như đó cũng không xong. Xem lại đầu gối nói đi. Đứt mất rồi. Đồ ngu.
nguy hiểm. Ra đây nào. Vào đi. Sáng nay trên đường đã xảy ra một vụ khủng bố, hai chiếc xe bị đặt bom nổ tung. Bọn chúng đã mang người bị thương đi để tiếp tục di chuyển. Hiện vẫn chưa tìm ra hung thủ. Theo phán đoán của các chuyên gia thì đây có lẽ là vụ thanh toán của các băng đảng mafia. Camera của cảnh sát giao thông đã quay lại được toàn bộ sự việc. Em sao rồi? Không sao cả. Giận anh à? Sao lại làm vậy? Tại sao lại giấu em? Thôi nào, anh không giấu, chỉ là anh chưa có cơ hội để nói với em thôi. Anh không hề quan tâm đến cảm giác của em sao? Anh xin lỗi, nhưng đó là công việc của anh. Em hiểu rồi. Nhưng tại sao? Đó là con người anh đấy. Anh đừng làm vậy nữa. Anh cứ như thế em lo lắm. Đừng khóc mà em. Anh sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng. Tại sao anh lại không quan tâm đến bản thân chứ? Anh xin lỗi mà. Anh phải biết công việc sẽ rất nguy hiểm. Sao lại nghĩ đơn giản? Em sợ lắm. Tại sao anh lại giấu em? Thời nào không sao đâu. Anh ngốc lắm. Anh có thể sẽ... Anh không hiểu sao? Anh xin lỗi. Hãy tin anh. Em tin anh bằng cái gì chứ? Em rất lo sợ. Em sợ rồi sẽ mất anh lúc nào không hay. Anh biết không? Anh hãy thả em ra. Anh ích kỷ lắm. Ông muốn gì? Có thấy màu sắc trên chiếc cà vạt này không? Nó đẹp đấy chứ. Vậy nếu con muốn thấy trên mặt mình có màu đỏ như thế này thì hãy nói những gì mày biết ra đi. Ta chỉ muốn vậy thôi. Mày không sợ mà. Nếu muốn giết mày thì lúc nãy chẳng được. Nhưng ta không muốn vậy. Ta chỉ muốn yêu cầu mày nói ra thông tin về hắn thôi. Như vậy không quá khó chứ? Chỉ là nói ra những gì mày biết thôi mà. Tao nghĩ nếu mày thành thật, mày sẽ được khoan hồng đấy. Mày thấy cây viết này không? Vâng, tao biết mày đang sợ. Mày không chịu nói sao? Đây chỉ là một cây viết thôi, nhưng nó có thể làm thay đổi số phận mày đấy. Vâng, nhưng tôi đã nói là tôi không biết gì hết. Mày giỡn mặt với tao à? Mày muốn biết cây viết này còn làm được gì nữa không? Nếu còn giỡn mặt với tao thì mày sẽ thấy. Dừng lại đi. Nói đi. Dừng lại đi. Mày cũng thật lì đấy. Bây giờ mày muốn chơi trò chơi không? Trò bịt mắt nhé. Luật sẽ như thế này. Tao sẽ bịt mắt mày lại.
Và tao sẽ hỏi, nếu mày trả lời đúng, thành thật, thì tao sẽ thả mày ra. Nếu mày không thành thật, thì mày biết sự đau đớn trong bóng tối là thế này rồi chứ. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tao đi. Mày sẽ hợp tác chứ, hay muốn bị điếc? Nhanh lên, tao không đùa đâu. Tao cho mày cơ hội cuối đấy. Mày không trả lời, tao sẽ làm. Làm gì vậy chứ? Để quên gì rồi? Chờ chút, dùng cái của tôi đi. Lần trước chúng ta đã bị lộ rồi, nên lần này phải cẩn thận hơn. Tiếp theo là gì nữa đây? Tôi không muốn nói nhiều, nhưng lần này chúng ta phải diệt cả chùm, như vậy mới chấm dứt được, chứ không phải để lại hậu quả gì nhiều. Hiểu ý tôi chứ? Phương án đề ra lần này, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ làm được. Nhưng mọi kế hoạch sẽ không tùy tiện như trước. Bọn chúng bây giờ đã cảnh giác hơn. Chính vì thế tôi muốn cậu ra tay nhanh gọn. Vậy anh muốn cậu ấy làm vụ này khi đã bị lộ sao? Tôi nghĩ như vậy là quá nguy hiểm. Nhưng nếu cậu ấy không làm, thì ai sẽ làm cơ chứ? Nhưng tôi nghĩ anh nên thay người đi. Tôi không muốn. Dù sao thì cậu ấy cũng đã làm vụ này từ đầu. Vậy thì tùy anh. Tôi vẫn sẽ làm cho đến cùng. Vậy anh định làm gì tiếp chứ? Giết tên trùm. Tôi nghĩ quá nguy hiểm, vì nó còn quá ít kinh nghiệm, nên việc này có nguy cơ sẽ thất bại. Anh nên cân nhắc khi quyết định. Tôi nghĩ là nên đợi lúc khác, khi thời cơ thích hợp hơn, thì ra tay cũng chưa muộn. Còn nếu cứ dội dàng làm giao lúc này thì tôi không chắc được kết quả. Tôi nghĩ tôi sẽ làm tiếp. Dù chỉ có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ tiếp tục. Cậu ấy đã nhận làm tiếp rồi đấy, nên hãy giao nhiệm vụ tiếp theo cho cậu ấy đi. Tôi nghĩ nếu không làm lúc này, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nếu cứ để một thời gian sau, bọn chúng sẽ thành lập lại tổ chức mới, lúc này sẽ càng khó đối phó hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, chính vì thế ta nên sẽ làm. Nhưng cậu nên nghĩ kỹ đi, quá nhiều bất trắc trong việc này. Tôi không muốn. Còn sẽ không sao đâu. Con là thằng ngốc. Con muốn lao đầu vào chỗ chết sao? Tệ muốn làm gì thì làm. Hai người chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Tất cả các phương tiện truyền thông đã đưa tin. Coi đi, hãy động não một chút đi. Tại sao lại không chịu suy nghĩ cho chính chắn nhỉ? Con như vậy là hay lắm sao? Đúng không? Con luôn muốn làm theo ý mình. Con hãy tự nhìn lại bản thân đi. Bị thương như vậy còn muốn lao đầu vào chỗ chết à? Con thật ngu ngốc. Ta rất hối hận khi giao nhiệm vụ này cho con. Đáng lẽ không nên. Đó là lỗi của ta. Ta không muốn con lại tiếp tục. Còn nếu con cứ như vậy, thì muốn làm gì thì làm đi. Ta không quan tâm. Đi ra ngoài đó cầm súng. Muốn bắn ai thì bắn đi. Làm đi nếu muốn. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Con vẫn cứ ngang bướng vậy à? Nhưng đó là nhiệm vụ con đã nhận. Con không thể bỏ được. Tôi sẽ làm tiếp vụ này. Đây này, đọc đi. Con muốn làm thì hãy làm cho ra hồn. Bố đừng lo mà. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, đi thôi.
Tại sao anh lại giấu em? Em còn muốn anh gặp nguy hiểm. Em không muốn. Tại sao anh lại làm vậy? Anh không hiểu cảm giác của em sao? Anh còn giấu em điều gì nữa? Mày cũng tới rồi à? Tao biết cuối cùng cũng sẽ tới lúc này mà. Chúng ta sẽ tiến vào trong lòng địch luôn, trực tiếp đối mặt với hắn, cho hắn biết thế nào là bị trừng phạt. Đây cũng là cách tốt nhất để chấm dứt việc này. Cần phải giết hắn đi. Mày nghe rõ rồi chứ? Thực ra bọn mày làm gì tao đều biết cả, nhưng tao vẫn muốn xem mày sẽ làm được như thế nào thôi. Tao đã từng nói với hắn, nếu để tao gặp lại, tao sẽ bành sát hắn. Như vậy đó. Nhưng bây giờ tao lại đang nằm đây. Tao biết ngươi nghĩ gì. Thật sự thì chỉ cần giết ta là xong. Nhưng như thế cũng chưa chắc là kết thúc được việc đó. Vì không chỉ có ta, mà còn có nhiều người khác nữa trong vụ này. Muốn giết ta ư? Bắn đi. Nhưng rồi tụi mày cũng sẽ chẳng có được gì nữa. Ta biết mày còn đang phân vân. Mày không biết có nên giết ta hay không. Nhưng nếu bây giờ mày không làm, thì có lẽ chẳng có cơ hội nào nữa đâu. Vậy khi mày ra khỏi đây, mày biết việc gì sẽ đến với mày rồi chứ? Mày là sát thủ giỏi. Bởi vì khi mày yêu, sẽ có thứ cản mày lại. Mày nên mạnh mẽ hơn nữa. Chứ nhiều đó thì chưa thể làm sát thủ được đâu. Ta cũng thật tiếc cho mày đấy. Muốn giết ta thì hãy giết nhanh đi. Đừng có đứng đó mà phân vân vậy chứ. Hãy mau để hoàn thành nhiệm vụ, giờ không gây hậu quả gì nghiêm trọng. Làm nhanh đi. Ta chờ ngươi hơi bị lâu rồi đấy. Ra tay đi. Mau đi. Sao cứ đứng đó vậy? Không dám à? Thật đáng tiếc. Một sát thủ hèn nhát. Em đã làm vụ đó sao? Em đã làm tới cùng. Vậy em có giết được hắn không? Em đã không giết hắn. Em để lại để cho hắn thấy em như thế nào. Em còn muốn chứng minh sao? Nghe lạ đời thật đấy. Nhưng mà em muốn vậy. Nhưng anh nghĩ em nên giết hắn đi, để khỏi phải dây dưa vụ này. Hắn ta điên lắm đúng không? Dù sao thì hắn cũng là trùm mafia đấy. Em nên cẩn thận. Hắn có thể sẽ quay lại trả thù. Em đừng có đùa nhé. Hãy nghiêm túc lại đi. Cố lên nhé cậu em. Anh tin là cậu làm được mà. Giống như lúc trước chúng ta làm cùng nhau vậy. Gì cơ chứ? Tôi không nghĩ vậy. Ông có ý kiến nào không? Tôi nói cho mấy ông biết nhé. Sự việc hiện nay là như vậy. Này các ông. Các ông. Nghe này. Chuyện gì cũng phải xác định rõ nguồn gốc đã. Tình hình hiện nay rất căng thẳng. Chúng ta đã không giết tên mafia đó. Tôi muốn mọi người hãy tập trung lại để giải quyết vấn đề. Vấn đề hiện tại là chúng ta đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Tôi có ý kiến như thế này. Ông thì biết gì mà ý kiến.
Chúng ta cần tăng cường thêm bảo vệ rồi tìm thằng đó. Như vậy cũng không được. Ông nữa có ý kiến nào khác không? Tôi muốn các người hãy suy nghĩ để tìm ra phương án, chứ tranh cãi với nhau cũng không thể giải quyết. Mấy ông hiểu chứ? Tất cả mọi người nên tìm ra cách gì đi, nếu không sẽ chết thật đấy. Và tôi cũng muốn nói, chúng ta có khách đấy. Mấy người cứ ngồi đó đi. Nghe này, các người sẽ chẳng cần suy nghĩ gì đâu. Tôi lại nghĩ chúng ta nên diệt thằng nhóc ấy đi. Tôi hiểu rồi. Nghe ạ. Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn. Vậy à, con đã làm tốt lắm. Cảm ơn ông đã khen. Nhiệm vụ của cậu kết thúc rồi đấy. Dân, tôi biết rồi. Tôi sẽ không đến đó nữa. Vậy thì tốt. Rất vui được hợp tác với cậu. Tôi cũng vậy. Tôi đã học được nhiều thứ. Vậy sao? Thôi được rồi. Vậy thôi nhé. Chúc cậu vui vẻ. Làm đi. Xong chưa? Dọn dẹp đi nào. Bé Út không sao chứ? Không sao. Đi nào. Sẵn sàng đi nào. Dẹp đối xử với tôi như vậy, mấy người được lắm. Các cậu chuẩn bị xâm nhập vào nhé. Tôi cũng đã sẵn sàng đây. Xong cả rồi chứ? Chuẩn bị. Rồi. Tôi nghĩ các cậu nên đầu hàng đi. Đừng khiến đôi bên khó xử. Nhưng tôi cũng không muốn. Vậy sao? Ông ấy ra lệnh bịt đầu mối à? Đó là lệnh của chỉ huy. Tôi không thể làm gì khác. Vậy thì cứ làm theo lệnh đi. Bọn tôi sẽ không khoan nhượng đâu đấy. Nếu các cậu cứ ương bướng như vậy, tôi cũng không muốn vậy đâu. Nhưng ông ta đã chơi tôi. Tôi cảm thấy buồn cười thật đấy. Nếu các anh cứ làm vậy, rồi sẽ có ngày giống như tôi thôi. Chụp lấy này. Hay lắm. Không biết có sử dụng được không đây. Nó hoạt động đấy. Anh không ngờ nó lại mạnh như vậy. Em làm vậy luôn sao? Thôi thì cứ vậy đi. Mang bé Út đi luôn. Em nghĩ không nên. Gì vậy? Sao vậy? Đi thôi nào. Chuyện gì vậy?
Chúng ta phải đi khỏi đây thôi. Bây giờ hai nhà thông nhau rồi sao? Các cậu làm sập tường nhà tôi. Mấy người phải đền. Trời ơi, nhà tôi. Nhanh đi em. Đi mau nào. Dân cứ làm theo kế hoạch. Đúng thế. Cứ cho tiêu diệt hết đi. Những kẻ làm hỏng kế hoạch. Ngồi yên đi cô em. Cứ y theo lệnh ta. Ngồi coi chuyện này. Anh có gì hay sao? Dân cứ y lệnh đi. Ta chỉ có một bí mật nhỏ nhỏ muốn cho cô em xem thôi. Ngài có thể trả lời cho chúng tôi biết không? Dân vụ này có liên quan đến mafia. Hiện chúng tôi cũng đang tìm ra kế hoạch để đối phó với bọn chúng. Bọn chúng rất nguy hiểm. Hiện các phương án được triển khai để chống lại bọn này. Tất cả các lực lượng được huy động nhằm nhanh chóng bắt được bọn chúng để ổn định tình hình hiện nay. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi cục diện để bắt bọn chúng chịu hình phạt vì những việc chúng đã làm. Sẽ nhanh chóng tìm ra bọn chúng. Lần này chúng ta đã sai. Có lẽ chúng ta không nên làm vậy. Tôi đã nói với cậu rồi. Thằng nhóc đó rất lẹ tay. Tôi sẽ tìm cách khắc phục việc này. Vậy cậu sẽ làm gì? Làm sao cậu tiếp cận được nó? Cậu nghĩ ra chứ. Hãy tìm cách bắt nó đi. Chào cô. Cô ngủ ngon chứ? Mặc áo vào đi theo tôi nào. Tôi có bơm đấy. Được rồi. Bỏ súng xuống đi. Tránh xa ra. Tôi không muốn các anh làm điều gì ngu ngốc đâu. Ở yên đó đi. Mọi người ra ngoài đi. Bỏ điện thoại xuống đi. Nếu không muốn chỗ này bị nổ tung. Ở yên đó đi. Nghe. Я понял. Cứ để hắn lên. Спасибо. Vậy nhé. Мне казалось, ваш Người yêu cô đến cứu cô kìa. Tôi nghe đây. Hắn đã vào trong tòa nhà và mang theo đầy bơm. Anh hắn gọi đội bảo an tới. Dân và tôi cũng đang giữ bạn gái của hắn đây. Đứng yên đó đi. Nếu mày không muốn nói chết, hãy gỡ hết bơm trong mình ra và đầu hàng đi. Mày là thằng khốn. Hãy nghe tao, đầu hàng đi. Rồi mày sẽ được đoàn tụ với nó. Nếu mày không muốn nó ăn một viên đạn vào đầu. Dân tao cũng không muốn vậy. Vậy thì mày hãy suy nghĩ đi. Sao? Mày muốn cô gái hấp dẫn này sẽ chết cùng mày sao? Mày hãy coi đi.
Mày nên đầu hàng đi. Chúng ta chỉ sử dụng mày như một con cờ thôi. Cha mày đã hết giá trị lợi dụng. Cứu em với. Mày là thằng ngu. Còn cô hãy câm miệng lại đi. Cô cũng sẽ chết như thằng đó thôi. Đừng mà. Thả tôi ra. Anh không sao chứ? Hắn ta đã bắn anh. Anh bị thương rồi. Anh đừng chết. Anh không sao đâu. Em hãy chạy đi. Em đừng khóc nhé. Anh yêu em. Đi đi em. Em không đi đâu. Đi đi em. Đi đi. Này đại úy, anh đang... Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Nó cũng đã đến rồi. Chết tiệt. Để xem gì nào. Bơm đấy. Nhảy đi. Biểu tình đang diễn ra. Bọn khủng bố đã tìm đến tòa nhà trụ sở quân đội. Hiện tình hình khu vực rất nguy cấp. Các anh có thể nói gì thêm không? Chúng tôi vẫn đang truyền hình trực tiếp. Mà lực lượng đều được huy động tới để bắt bọn ấy. Chúng ta có thể thấy rằng đây không phải là vụ bình thường. Chúng tôi vẫn thấy người dân biểu tình. Nhưng chúng ta không thể nào. Tình hình tại quảng trường rất náo nhiệt. Chúng ta phải vận dụng đầu óc. Chúng ta không thể phán đoán việc gì. Anh nói cụ thể đi. Tôi thấy không thể nào kéo dài tình trạng như thế này. Cảnh sát đã bắt được cả bọn. Bọn chúng đã bị tóm. Vâng. Nhưng không biết còn đồng bọn không. Cái đó mới là vấn đề. Bọn chúng đã bị bắt gọn. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chúng sẽ sử dụng này. Và động cơ của bọn chúng là gì? Hãy để xem. Tin tức cập nhật. Bọn sát thủ đã bị sa lưới. Bọn này đã bắn tất cả các viên chức cấp cao. Hiện giờ vẫn chưa tìm ra kẻ còn lại. Chỉ huy quân đội. Ông này đã bị chết trong khi bơm nổ. Giờ tên thủ phạm là kẻ đánh bơm liều chết. Đã chết trong vụ đó. Thưa ngài, chúng ta không được sử dụng thiết bị điện tử trên máy bay ạ. Tôi biết rồi. Tôi chỉ nhắc vậy thôi ạ. Cảm ơn cô nhé. Cô đẹp lắm đấy.
Cảm ơn ngài đã khen. Không có chi.